Chiều nay 16 tháng 3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc làm việc với hơn 200 lãnh đạo các cấp của thành phố Cần Thơ. Tại buổi tiếp xúc làm việc, lãnh đạo các cấp của thành phố được nghe thông tin tổng hợp kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ gửi đến kỳ họp thứ 11 và dự kiến nội dung kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14. Gửi ý kiến kiến nghị đến kỳ họp thứ 11, lãnh đạo các ban ngành của thành phố Cần Thơ đề nghị Quốc hội cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Quốc hội cần ban ngành nghị quyết quy định về cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính và phân cấp quản lý cho thành phố Cần Thơ, bảo đảm tính tương đồng với các thành phố trong cả nước, tạo điều kiện để thành phố Cần Thơ phát triển thành trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đề nghị thành phố Cần Thơ sớm hoàn thành cái việc xây dựng và triển khai có hiệu quả cái quy hoạch thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nó phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch cấp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Và trong đó thì chúng ta chú ý là quy hoạch đô thị, quy hoạch cái vùng sông nước, đô thị sông nước sinh thái. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng lưu ý trong giai đoạn mới, thành phố Cần Thơ cần quán triệt sâu sắc có những giải pháp thực hiện hiệu quả nghị quyết số 59 để sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trở thành đô thị hạt nhân, là thành phố xanh, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc của miền Tây Nam Bộ, tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.